Alo, Rồi tôi nghe rồi ông ơi. Rồi chào Đăng Mai. alo. Alo tôi nghe rồi mà. Ui. Ok. À tôi nghe rồi. Tôi tưởng ông đang ngồi ở chỗ đéo nào. Tôi đều đây. Để một tí tôi làm cái con Call of Duty một tí. Đang ngồi ở nhà. Để xem Bình giờ người có ông nào ta, có ông samurai này, để mời xem nào, thấy có ông samurai online này, Sun kìa. Da Sun kit á, tớ ông mời đi, Rớ. ông mời đi, tôi không kết bạn với thanh niên đấy, ông cứ mời đi. Đang bắn đua 31 thằng. Ôi, đang bắn đua rồi à? Thôi cứ gửi invite cái cho đội Mình đang thiếu quân. biết Ôi mà công nhận cái lúc chiều mẹ công nhận mình bắn cái top 1 đấy mẹ hơi bị khắm nhở. Gần vãi cực cứt. còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị các ông giết hết sạch bọn nó rồi. Khổ quá tôi. Từ để đấy tôi chọn cái nhân vật khác đã. Thôi được rồi, anh em mình cứ tạm mà đánh trước đi, đánh trước một trận đi. Ui, chỗ nào, chỗ ông chạy xe à? Chúng đang chạy xe à? Make the owner để tôi giảm thời rate của nó xuống. Tôi đang ngồi quán mà. À, đang ngồi ở quán nét à? Lên cũng hơi ổn tí. Công nhận cái skin này nhìn chắc chắc nhỉ. Alo, được chưa? Rồi, ok được rồi. Có thể buộc cái mic ông cũng khá là to đấy. Vẫn to à? Để tôi nhỏ xuống tí nữa. Không cần đâu, tôi có thể vặn nhỏ lại được mà. Ông để đấy đi, ông muốn nói gì. Alo. Được chưa? Ok. Rồi được rồi. Bình thường mà. Tại mấy ông...